tại mà kẹt xe hoặc là đi xe buýt mà có thể đông người quá. Giờ thấy học đại học vui mà chứ thấy ở đâu cái gì à, chứ phải là dậy sớm. Dậy sớm thức khuya làm đồ án hơi mệt xíu. Đó là điểm danh và rớt môn. Học mà chạy cơ sở chị, mình học ở quận 12 vậy á, chạy nó mệt lắm, lười đi học lắm. Em sợ nhất là áp lực học, sợ đường xa với sợ kẹt xe đi học, với sợ kẹt xe gì đó. Sợ nhất là cái lúc mà đi thi không được mang tài liệu và chưa có học bài. Chắc là không có sợ. Mình không sợ gì hết, không qua trường được. Em sợ bị rớt môn, học không qua nổi cái môn mà mình không thể, mình cần phải qua. Vì mình người tỉnh nên muốn học đại học lên để cho biết về thế giới bên ngoài nó sao, để mình biết nắm bắt tương lai, cơ hội đến với mình để mình có một cái tương lai tốt hơn. Vì một phần là vì gia đình, còn một phần nữa là tại vì mình cũng muốn có một cái bằng đại học sau này ra thì có công việc ổn định. Tại vì mình muốn nâng cao kiến thức, mình cứ muốn học cao lên mãi, đến khi nào bản thân không còn học được nữa thì thôi. Cái môi trường đại học của mình nó giúp cho mình có nhiều kỹ năng hơn, với lại nó có nhiều cái chương trình sự kiện á, nó tạo cho mình một cái môi trường để giao lưu học hỏi rất là nhiều. Một phần là vì gia đình. Thứ nhất đó là vì bản thân mình. Mình muốn cải thiện mình tốt hơn. Theo mình thì học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng mà nó là con đường ngắn nhất. Nó xung quanh việc học thì mình còn có nhiều thứ khác như là có mối quan hệ, hoặc bên cạnh đó thì mình có điều kiện để đi làm thêm. Thứ hai là vì gia đình của mình. Thật ra thì là bởi vì bố mẹ mình cũng muốn con là có một tấm bằng thì sau này mình đi học sẽ đi làm á, nó sẽ chắc chắn hơn. Và bố mẹ là cũng hướng các con là muốn vào những cái trường, những cái công việc như kiểu nhà nước á, thì cái đấy sẽ cần tấm bằng đại học. Theo mình thì nó không quan trọng lắm, tại vì học đại học nó chỉ học một số kiến thức về lý thuyết thôi. Còn đa số các bạn sống và tồn tại được là dựa vào những kiến thức mà trong cuộc sống thực tế hàng ngày. Giống như anh chủ mình làm thêm á, anh học 4 năm hay đọc học đại học rồi nhưng mà anh không lấy bằng. Và bây giờ anh ra làm chủ bình thường thôi. Bây giờ thì người ta tuyển không quan trọng về tấm bằng đại học lắm. Bạn có thể mang một tấm bằng trung bình đi xin việc, nhưng mà quan trọng khi mà lúc bạn phỏng vấn á, thì người ta sẽ nhìn vào con người bạn đầu tiên. Thứ hai là kiểm tra các kỹ năng mềm của bạn trước. Thật sự thì mình ra trường và mình đi làm cũng được gần 2 năm rồi, thì mình thấy cái tấm bằng đại học nó không quan trọng lắm, bởi vì mình vẫn xin được việc và không cần có cái tấm bằng đó. Tuyển dụng thì cũng họ cũng sẽ yêu cầu là có thêm bằng cấp thì nếu tốt, nhưng mà nếu không có thì cũng được, vì họ sẽ cần cái thực lực của mình hơn. Em sẽ gửi về cho ba mẹ, hoặc là gửi vào thư thiện. Kinh doanh. Đi du lịch. Đi học trường khác. Mình sẽ đem hết tất cả về đưa cho mẹ. Nếu vậy thì mình sẽ giữ đi một nửa, còn một nửa thì sẽ đưa nó vô cái quỹ học bổng của trường. Mình nghĩ là chuyện nó sẽ không xảy ra với trường mình đâu. Suy nghĩ thật kỹ có muốn học đại học hay không, tại vì nhiều khi thi xong rồi là có những bạn là chỉ nghe theo phụ huynh thi để vào đại học thôi. Thật ra là không nhất thiết phải là học đại học, còn có nhiều con đường để lựa chọn. Thì nói chung là kiến thức cũng là một cái hành trang để mình bước vào cuộc sống. Khi mà mình có đủ kiến thức và kinh nghiệm trong giảng đường thì mình sẽ hơn được mọi người ở ngoài, được cái là mình sẽ biết được những cái đường đi nước bước nhiều hơn. Nó cũng là một hành trang tốt cho cái cuộc sống sau này của mình. Không cần nhất thiết là phải học đại học đâu, nếu mà đam mê thật sự thì mới đi. Đưa ra một quyết định đúng đắn với mình để không phải ân hận về sau. Nếu mà đối với mấy bạn thì hãy chọn cái gì đó hoặc là phù hợp với mình rồi hãy làm. Cũng có thể là vì mấy bạn kiểu như là học để mà cho ba mẹ gia đình vui á, nhưng mà khi mà các bạn hãy cảm thấy là mình thật sự là mình muốn học thì mình hãy học. Ngoài đại học thì có nhiều con đường khác, nhưng mà quan trọng là mấy bạn đó phải quyết định là chọn con đường đó thì phải theo cho tới cùng. Thật ra thì mình nghĩ là các bạn nên suy nghĩ kỹ về việc là có nên học đại học hay không. Bởi vì là thật sự thì như mình thấy thì mình học đại học rất là vô dụng. Nếu mà các bạn khi mà ra trường cấp 3 rồi cảm thấy mình có khả năng là có thể đi làm luôn được, hoặc là các bạn có thể học nghề làm, thì các bạn hãy cứ thuyết phục bố mẹ hay là theo cái con tim của mình á, là mình nên đi làm